Đây rồi, giờ mới bắt đầu. Hàng về đây mọi người. Cưa kiếm. Bê tông. Cưa vít các kiểu. Con bà để luôn, bù lông. Coi cái gì? Chuyến này về là dọn hơi bị đắm đuối đây anh em ơi. Này tầm 200 con toàn máy không tham thôi. Quay cái clip demo anh em tham khảo. Bãi Bình Dương đang xả nha mọi người. Nó đập rồi, em cắt. Bỏ dưới ạ. Chuyến này toàn là mài, khoan, cắt, bê tông, vít. Khoan có ít, cưa kiếm nhiều. Nói chung là vít là nhiều. Cứ như mọi khi vít là nhiều thôi. Bài này cưa kiếm nhiều rồi.